này nọ. Dạ. Sau này nó không còn chiến tranh nữa, nó không còn ngăn ngại nữa, thì lưu thông rất là tiện lợi dễ. Không có phải xe lên đồi lên núi này nọ. Như Âu Châu vậy đó, hiện giờ Âu Châu nó liên bang Âu Châu nó không nhau chạy vậy. Dạ. Thì Á Châu mình có thể làm được, hiện giờ dạ. nó đã làm được thì sau này nó chỉ vì có thể chết nữa cộng sản quốc gia rồi trung cộng này nọ, cho nên nó có sự ngăn ngại. Còn Âu Châu nó thống nhất một khối của nó NATO, nó làm chạy xuyên không qua bển, không đi từ nước này qua nước kia, nó như là làm 20 phút rồi đâu. Thì Á Châu mình cũng sẽ như vậy. Dạ. Bây giờ Á Châu mình nước nào là nước thoát nhất sư phụ bên Á Châu? Nước Việt Nam. Nước Việt Nam, dạ. Thấp nhất, nhưng mà thấp nhất trong tương lai. Dạ. Còn bây giờ là hạng bét nhất trong tương lai. Dạ, giá phải là khó, nhưng mà trong tương lai á, là trời trời là Việt Nam là thấp nhất. Thấp nhất. Liên bang. Những nước kia sau này á, nó sẽ xin gia nhập thành một cái bạn. Vậy sư phụ nghĩ bao nhiêu năm nữa nước Việt Nam mình mới trở thành cường thành? Năm đời của Liên Hồ đã xong hết. Vậy sư phụ nói những nước lân cận họ muốn gia nhập có nghĩa là họ muốn cho vô cái nước Việt hay là họ muốn chỉ là làm một cái Liên Hồ là con của trời. Mục đích sư phụ xuống đây không phải là riêng cái nước Việt bé tí này đâu, cả cái trái đất sẽ chuyển cái trục từ khổ của quả địa cầu thành hướng của quả địa cầu nâng cái lên 4D là 5D của quả địa cầu, tức là cái dimension rồi và đồng thời mẹ nói hồi xưa năm 2017 lúc mà tôi làm bạn thành đầu tiên á, nói sau này thì sẽ thống nhất 100 bộ lạc bất diệt, nó có mân diệt là người giống như người Hồng Kông, rồi nó có Âu Việt, rồi nó có cái gì á một đống à, thì bây giờ họ đang là người Đạo, thì sau này sẽ gom hết những nhà sử học á, đem cái đó khơi lên lại, rồi từ đó sư phụ là con trời nước Việt, là sau này đổi thành tiếng Việt là con trời người Việt. Thì trăm họ Việt á, họ tự hào cũng là con của ông trời, từ đó họ gia nhập. Còn bây giờ á, là cái chữ Việt Nam á, là do vua Càn Long Mãn Thanh nó làm cho mình, cho cái nước mình là do miền Nam, nước Việt nhỏ nhỏ giống như một cái tỉnh lỵ vậy đó, thành cái tên cũng quan trọng khi người ta gọi, không hiểu không? Trên quả địa cầu này mà được con ở thượng đế xuống để mà sáng lập đâu, nước Việt còn giống như người mà sáng lập này không phải là bớt, sao cũng là người phàm đó hả? Ở nước Mỹ lớp trò quay sang nó cũng là một vị thần đó. Bên Nhật thì cái người sáng lập là ai, nhưng mà không có hoàng gia nào mà ông trời chứ. Không phải là người sáng lập nước Do Thái hả sư phụ? Thời đó nó có rằng gì lịch sử của họ.
tốt, chịu lạnh chịu đói, nhưng mà cũng gửi dành tiền về Việt Nam, cũng làm được việc thì người ta nhật đồ Nam Hàn đồ nó mới cho lao động, tại sao nó không cho lao động Thái Lan hay những cái nước miền Lào đi? Tại vì cái hand skill với cái thông minh của người Việt mấy đứa nhỏ bởi nó đã hơn cái đứa kia rồi, ai kêu nó cao mà giờ chẳng qua nó xanh chưa có đúng thời đúng lúc, nó phải chờ thôi. Nó giờ dạng giống như kiểu hàng tính luồn chôn đi, đừng có xưng hô gì hết. Thì tương lai nó có sẵn không mà chưa có gặp đúng đúng lãnh đạo đúng thời đúng lúc. Sao này người ta sẽ có sự thỏa sẵn.
Việt Nam làm việc ở trong đó, còn là bác không làm gì thì làm sao mà dân phục được, phải chia điều ra mà người như sau này thôi chia điều hết, mà người nào giỏi thì đi giỏi thôi. Kỳ thi giữa Bắc Việt Nam kỳ thi còn hơn là bị đen bị trắng hơn luôn á, bị đen bị trắng thì nó không kỳ thi bằng. Là tại sao mình phải như vậy, làm sao quốc gia phát triển được? Chỉ có tầm một tháng con mới trời từ bi xuống, còn phải làm hòa đồng nữa hết. Bắc cũng thương, Nam cũng thương, Trung cũng thương, còn không dễ. Cái này ở trong học đường mình cũng phải dạy cho người ta có cái tâm từ bi đó chứ. Cái này học đường nó cũng như là trường private của Mỹ, theo hữu lớn lên từ nhỏ Mỹ. Ở trong trường công giáo Hồi giáo sao mình cũng thấy cái mô hình giống vậy, là bắt tụi nó phải đọc chú đại bi, cái đạo nào thì cứ chọn cái đọc cái đó trước, trước thì phải học lễ sao rồi học nhắc thì quốc gia mới cường thịnh được, rất là bắt buộc. Cho vô đâu phải thù chọn, mấy vị chọn không, mấy vị vô hình chọn,
vô hình cái gì rất là thiệt, ví dụ chẳng qua người phàm không có đủ phước để họ cảm nhận cái này. Mỗi lần mấy gì về mà họp đi phụ là giống như mặt nhện như mặt vậy. Còn cái thân người của mình nó đụng vô là có công đầu đụng đầu thì nó u phải không, mấy gì là đụng mình là mình được feel comfortable, thấy mấy gì là người chọn. Chỉ có cái những người này họ trình độ quá thấp, họ có thể quá cao về cái mặt thực tế, họ có thể tiến sĩ thạc sĩ và họ có thể nắm một chức vụ quá lớn ở trong bộ máy chính quyền Việt Nam, họ không có đủ thời gian để họ nghiên cứu về cái linh hồn của họ. Có thể là họ nằm mơ họ cũng quên luôn cái giấc mơ liền á, nghĩa là họ bận một thứ họ không biết nhiều thứ khác, thì từ đó họ có thể buông ra những cái lời gọi là phạm thượng. Thế giờ này em là chúng ta là từ cõi siêu nhiên, cõi Quan Âm Thiên xuống, cõi trời xuống, chúng ta đâu phải là khỉ. Cái thằng mà thông minh nhất Đê Vinh á, bây giờ cả thế giới cười bể bụng, gần cả mấy trăm năm, gần cả triệu triệu tiến sĩ thạc sĩ học theo nó, thì học theo đóng khùng đúng không? Con người cuối cùng bây giờ những người thời đại của mình thu ra đâu phải cái DNA nào là ra cái DNA đó, tại xưa nó không có biết, nó nghĩ ra cái như vậy là cả trăm năm người ta vô đại học ta học theo cái tiếng của đêm, nó thấy mắc cười. Nhờ sau này hiện đại lên người ta mới biết là cái DNA không đâu phải dễ thay đổi. Hôm nay sư phụ cũng giống vậy, sư phụ là ông cố nội của Đê Vinh, sư phụ nói con người chúng ta là người của trời, chúng ta chỉ mang sắc phàm xuống thế gian để chúng ta học hỏi, nhưng mà học hỏi theo cái thời đại ai cũng công bằng với ai, hay là học hỏi theo cái thời đại ai cũng ăn hiếp ai, ai cũng tham lam. Nếu ai cũng tham lam, người nào cũng tranh đấu để mà defend, tức là giành sự sống, thì người ta đâu có đủ thời giờ để người ta tu tập. Cho nên sư phụ bắt buộc phải làm lại cái thế giới nó hòa bình lại, the whole world. Thì lúc đó con người ta không có cần phải sợ hãi nữa. Tại sợ thì sao đọc kinh con? Thì làm sao về trời? Có phải là ai là người thiệt thòi? Có phải cha thiệt thòi không? Gửi con mình xuống đây học mà cuối cùng nó không cứ học mà xuống đây lo tranh đấu không à. Thì đó là lý do tại sao nhà bề trên nhức đầu, hôm nay bắt đầu mới làm lại để cho tương lai là tu là về tu là về dính ai cũng đậu hết. Còn bây giờ 10 người chẳng ai đậu, một cái thủ chỉ làm một làm ra một cái thao trường mới trở lại tới đi về, mà hơn mà cứ lẩn quẩn cái này hoài. Cực kỳ là có một cái bàn tay của phép màu rồi, hiểu không?
Cao su là quá trời thì mấy con gần mấy con hiểu, nhưng mà người ngoài kìa thì nhìn về sử dụng 100 đi, nhưng mà cuối cùng con người mà không có đủ phước á, còn có nói kiểu nào nữa, không phải là xương thấm đất, nước thấm đất mà lũ lụt cũng vẫn không thấm luôn á, trôi qua luôn. Bây giờ có mình nó bởi vì bữa Đức Thầy nói con trong những ngày kế tiếp sẽ có nhiều người đến chống đối con á, con đừng có lo, họ như là đá rồi, đụng vô mất công đau tay tim đúng không, bính đá đau tay tim lơ nó đi, rồi thượng tới công thì kêu con cứ nhịn cười thôi, đừng có cần phải trả lời á, tại vì sau khi cái đảng thiên nhiên ra đời á, họ thiên nhiên vũ sẽ bị nhiều thử thách bởi những cái đó, cái vô thần. Tiêu hồn tiêu xác á, bất diệt á là những người mà còn có thể sửa được những hạt giống lúa, hy vọng là cho đầu thai thành thú thì còn đầu thai trở lại người được. Còn những cái vong hồn mà ở cái thời nay mà quá lì á, họ không có đủ cái thời gian thì về trên cho mất luôn, mất hồn mất xác luôn. Có nghĩa là họ mất cái thân này là mất luôn á, không được tái sanh nữa. Nhưng song song có những cái linh hồn mà cũng ác nhưng mà không có nổi mà cực ác á, mà không có phạm thượng với những gì bề trên á, thì họ đã có thể đầu thai thành thú. Có hai dạng tiêu hồn tiêu xác là có thiệt, và đồng thời đầu thai thành thú là chắc ăn luôn, 100% luôn, tức là hai dạng ác á. Và bất diệt là khi mà mình đã tu lên những cái cảnh giới cao thì là linh hồn mình không bao giờ bị linh hồn không có bất diệt, cái đó sau này thôi sẽ chỉnh lại. Linh hồn không có bất diệt, nếu bất diệt thì làm sao tiêu hồn tiêu xác. Linh hồn thở nguyên sơ nó như một làn khói đục của con chùm củi vô, rồi từ cái làn khói đục này nó có cái tri giác, rồi ngày qua ngày hàng tỷ năm đầu thai thành cỏ, thành đá, thành cây, rồi thành con này con kia, hai chân rồi bốn chân, là để có cái appearance thôi, mục đích là cái kinh nghiệm, rồi là trở thành thần thì bắt đầu biến hóa, rồi lên thành Bồ Tát biến hóa thì nó thành ra một cái luồng khói đặc, trở thành một cái luồng khói rất là siêu tinh vi, 64 dimension đủ màu, muốn biến ra cái gì biến, thì đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Phật, Bồ Tát, tiên, cả cha mẹ cũng từ một cái luồng không khí mà, thì chúng ta cũng vậy thôi, nhưng mà chúng ta là có đứa thì luồng khói đặc mà đặc đen nữa kìa, đặc sáng và đặc trắng, người là vàng đúng không, từ tu tu lên thì bây giờ cái luồng khói này nó cứ đen hoài à, nó đen làm ô nhiễm môi trường thì dĩ nhiên cha nó dẹp bên luôn, người cho biến luôn, mất luôn á, mất ngoài không gian luôn. Tiêu hồn tiêu xác thiệt chứ không có bất diệt, bên kinh chú nó là bất diệt, nhưng mà thời nay thù nói có mất tiêu hồn tiêu xác, nếu không có
bà trên không có nón câu đó, trên có hồ Phật trời, không có cần phải hồ ai hết trơn, nói làm sao làm đúng vậy. Ai nghe bị sợ thì có nhiều người nói ô tiêu nữa khỏe nữa, tôi đâu có biết mình chết vậy. Chứ mày đã từng sống 1 tỷ năm, mày đầu thai thứ này thứ kia, mày cũng tranh giành sự sống mỗi giây mỗi khắc, tại sao mày không biết sợ? Nghĩa là con người không có biết lo xa đó. Cũng trong có nhiều bạn nó có bữa nay nó có là vừa làm ra khỏi như vậy, lấy cái paycheck vô đặt bài, không cần biết tới nhà con vợ đang đói, bình sữa cũng không có, thì thằng đó một chút nó sẽ thua, rồi nó về nhà nó ăn gì nó cũng không biết, nó có gì ăn thì cái dạng tiêu hồn tự sát là không cần biết cái gì luôn, hiểu không? À, thì nó có vậy. Thì ở ngoài đời có những thằng đã vậy, vừa lãnh cái luôn ra là vô dòng bài đặt cái một xong, còn chút vợ con về khóc và hụ thấy con đói rách không có tiền mua sữa, thì nó cứ vô phòng nó nằm ngủ, chưa biết có mấy thằng gì đó. Thì đời sống như vậy thì cũng giống như những cái thằng lì lợm mà nó cứ đôi chói, nó không có chịu nghe lời của thánh nhân nói, nó cứ tìm nghĩa hoài thì nó càng ngã, là do cái ngã đó, để nó tìm những cái câu móc méo trả lời xuyên qua xuyên lời, thì thằng đó mới thật sự là sẽ bị tiêu hồn tiêu xác, có hiểu không? Cho nên con người mình sợ tùy theo chuyện mình phải sợ, với chí dụng mình không phải sợ ai hết, nhưng mà mình không có sợ cường quyền ác bá, nhưng mà mình sợ thần thánh thì là mình sợ khôn, mà mình sợ cường quyền ác bá mà mình không biết sợ thần thánh là mình sợ ngu, đó là như vậy. Còn những cái thằng đó, thằng nào có súng dí ở đầu nó dạ dạ lại người ta thì nó là ngu, nhưng mà nó ngược lại nó lại nó không sợ thần thánh, rồi nó đi hạch hỏi thần thánh, rồi những cái câu và những cái chữ giống như con nói là linh hồn bất diệt sao kiệt nói là tiêu, tao nói mày tiêu á, vì mày quá phạm thượng, cha ban cho mày một luồng khói đặc để mày thành một cái luồng khói 64 dimension pha lê kim cương để mà biến hóa, bây giờ mày cứ chống đối là hoài thì dẹp mày qua một bên chứ còn gì nữa. Còn ngày nào mà cũng dung dưỡng nuôi đâu có đủ management, giống giờ con đi bỏ một công sức con nuôi một cái con dịch con ấy mà nó cứ đi cắn những con khác hoài á. Hồi nay là đó là lý do tại sao màn ba ngũ thú độc cư địa, ai khôn thì người đó được về, người không khôn là mất hồn mất xác ở cái thời này. Còn những cái năm về xưa, 50 năm trước, 100 năm trước người ta không có bị, mà bây giờ lại bị. Lý do duy nhất đó là vì thời vàng kim nhà nào cũng không có cần cảnh giới, không có ai mà hận thù ai hết, chừa là một cái thằng mà lì lợm như vậy vì cả cái thế giới này giờ sống nổi vậy đó. Những cái thằng Putin là trong tương lai hiếm có lắm, nó là đồ cổ rồi đó, không còn đâu, tại vì người tốt phải sống với người tốt để mà dành cho người ta, không có cái sự bận rộn bận tâm rồi lo lắng để người ta còn lo tu tập. Còn bây giờ kêu người biết cầm cuốn kinh biết tu, đó là giờ ở trong nhà khổ quá, không có việc làm, không có tiền, khổ quá, rồi thấy thế giới vừa kinh tế vừa thời tiết vừa chiến tranh vừa nhân tâm con người không có đạo đức, tham sân si đầy rẫy khắp toàn cầu, thì người ta bắt đầu ta nghĩ tới tâm linh, ta đọc kinh, thì cũng là đúng ở thời điểm này nên đọc kinh là quá đúng luôn để mà được cứu thời thiện. Ngược lại sau cái thời vàng kim không còn Putin, không còn Tập Trung Bình, không còn những cái người ác, không còn những thể chế độc tài giống như Hồ nói, thì lúc đó ai cũng thanh bình hết, chỉ cần ở nhà thôi thì cũng có cơm no áo ấm, thì người ta có nhiều thời gian người ta đọc kinh hơn. Thì nó có hai loại, hai dạng như vậy. Thì cái dạng mà sau này ấy, sẽ thành Phật nhiều là vì họ đọc rồi họ không có bận tâm chuyện đời nhiều. Còn mình bây giờ mình đọc còn chút mình ra mình cũng bù đầu, là gì mình cũng phải lo cái cuộc sống đang xô bồ và
xáo trộn hiện trước mặt đang xảy ra. Đó là gì? Đó là hai thời đại. Nhưng mà thời đại sau này là người mà đọc kinh Thiên Tâm sẽ về trời nhiều là nhờ cả một cái xã hội giàu sang thanh bình. Giống như Việt Nam còn đi góc đường nào cũng có quán karaoke, làm sao đọc kinh nổi con? Quán nhậu. À, quán nhậu, karaoke, rồi quán cà phê, giường, trà giường, quán rẻ và cái gì nó cũng gọi là ăn chơi không á, nghỉ ăn chơi không. Ủa sao hồi mới những người thủ quốc gia ta đâu có chấp nhận vậy? Ông chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật, chủ Mỹ thôi, mấy cái bar mở cửa thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày thường nó cấm hết đó, thằng nào mở đi đúng không, mấy con ngày có giờ. Còn bây giờ Việt Nam EVD nó mở, sao mấy ông không cấm thứ hai tới thứ năm đi, sau này thuộc cấm luôn thứ hai tới thứ năm á, lần nào mà mở biết mình cho một cây số vuông là được bao nhiêu tiệm thôi, nó không phải muốn mở cái gì chỗ làm gì thì làm sao quốc gia đào tạo được nhân tài. Một bên á thì xây bên đó thì đập không có nguyên thủ quốc gia mà khôn người ta không bao giờ người ta để những cái chuyện ăn chơi để mà làm hư cái học đường đâu. Mà nếu mà làm như vậy còn cái học đường mà con đổ vô bao nhiêu triệu bao nhiêu tỷ cũng là dùng rác, tại nó vừa đi học ra nó ăn chơi rồi cũng như không, tốn tiền tới dạy mày. Cho nên khi mà làm cho đúng cũng như cái nhà vậy, khi con sửa thôi con remodel phải đúng loại gỗ của nó. Tự nhiên bên đây con làm gỗ rẻ tiền, bên đây là mắc tiền gãy thì sao? Thì khi sửa cái nhà lên là sửa hết. Mà cái nhà thì con thấy có những cái cột kèo chính là rất là quan trọng để nó chống cái nhà. Nhưng mà song song cái cột á cũng có những con tán, con bồ lon đúng không? Thì con tán thôi, nó quan trọng hơn với cái nhà không? Để mà xây cái nhà vẫn là quan trọng, cái gì cũng quan trọng á. Trong một cái xã hội, trong cặp mắt của sư phụ, cái người mà dở nhất cũng là quan trọng, nó cũng có cái tài của nó, là con tán hay là con bản lề á, con thấy không? Thế giờ cái cột là cái cột, nhưng mà con tán mà không có con tán dặn vô thì sao cái nhà nó xây được? Nên trong mắt sư phụ mà dựng là một cái nhà mới của nước Việt á, mà ai sư phụ cũng sử dụng hết, mà coi mày giỏi về cái gì kìa. Mà như mấy vị nói bây giờ mình đang có cái nạn văn hóa như vậy, mình phải mất bao nhiêu thời gian để mà mình thay đổi cái đó được chứ? Hồ chỉ làm 6 tháng thay đổi, 6 tháng tới 5 Hồ sẽ xây rất là nhiều trường chấp co dịch cái tiếng Việt là trường nội trú, mà trong đó có những cái công xưởng dạy nghề. Những cái công xưởng này sẽ bắt buộc những cái công ty mà vô nước Việt phải ký hợp đồng nhận những người này trước thay vì nhận những người khác. Thì cho nên mọi quận huyện, mọi tỉnh thành phải có ít những cái chục cái trường nha, đem tụi mày vô hết, rồi đồng thời mình dẹp hết mấy cái quán ok, quán cà phê dẹp hết cho mày thứ sáu tụi bảy chủ nhật giải trí rồi thì 6 tháng tụi nó có nghề hết rồi. Rồi bắt đầu từ đó thợ hẹn mày cứ vô mày hẹn đi, mày đừng có nhậu, nó có tiền rồi nó đâu có buồn đi nhậu, giờ nó buồn nhậu thôi chứ nó đâu muốn nhậu đâu con, nó không có chuyện gì làm nó nhậu thôi. Thì bây giờ công ty ở Sài Gòn hay là Bình Dương một đống thu lập ra những cái trường dạy nghề kiểu đó thì làm sao mà mấy quán nhậu mày bán được, mày chỉ bán được là thứ cuối tuần thôi. Còn thằng nào mà đụng tới thì kia là cho mày đi ra thì đâu ta thu từ bi cũng có tử hình, đi ra đảo ấy. Rồi đảo hả? À? Cho gà mấy cái đảo hoàng. Cho dùm cái trại riêng sao? Có ngoài biển có cái đảo hoàng cho. Không mà cho đây làm ngày đánh cá hả? Dạ. Cho mày biết lạnh, tại xì ké sợ lạnh. Sợ lạnh cho gà. Không có, cho mày xuống làm người phụ đánh cá. Đây rồi Phật. Chủ giáo phụ là dân sống màn trời chiếu đất mà, chuyện gì thôi không biết. Cô chỉ. Không. Sao có đá bụng này bánh? Dễ. 6 tháng là nó xong. Sao có đau bụng không bánh sao không? Nên chuyện là anh đi bánh. Tới nhà. Tới nhà. Cái này nó chạy hơi lâu hả? Nó bị avoid traffic cho nên nó chỉ cái đường hay lòng vòng. Nó chỉ cái đường là... Nó avoid chỗ downtown á. Chỗ downtown á.
khúc đó nó đi vòng vòng vòng.